First of all, thank you for being here. This is very important press conference, especially because next week there will be a negotiation between the U.S. and Vietnam that we call the Human Rights Dialogue. We have in Washington D.C. this time, and it will be the 18th such dialogue. And already there's a dark cloud hanging over that dialogue, because just yesterday, the Vietnamese government arrested two bloggers. One of them, a very well-known blogger by the name Nguyen Thu Vinh, also known as Anh Ba Sa, and his collaborator, Nguyen Thị Minh Thúy Minh, under Minh Thúy, under Article 258. And that is for the crime of taking advantage of democratic freedoms in order to violate the interests of the state. So we, on the one hand, welcome the recent release of five prisoners of conscience, including Dr. Nguyen Thu Vinh, who is here with us today. And this shows that the national pressure did work. However, there are still over 400 others in prison in Vietnam. And worse yet, their rank keeps growing. Within the first 4 months of this year, at least 9 dissidents have been sentenced to prison terms, and an equal number placed in the police custody. And this is a direct result, I believe, of a short-sighted approach on the end of our own government. Our administration focuses so far on a short list of prisoners of conscience, negotiating for their release and hoping to replace them those released with other names. So this incremental approach and piecemeal approach actually encourages the Vietnamese government to speculate in prisoners of conscience, using them as bargaining chips to extract concessions from our government and the free world. We will always be on the short end of the stick. And therefore today, it is very important that we come up with a strategic approach with concrete recommendations for our both administration and the U.S. Congress on how to deal with this situation so that we won't be held hostage by the Vietnamese government. And therefore, I'd like to extend my appreciation and gratitude to Congressman Christopher Smith for holding this conference, press conference. Congressman Smith, everyone already knows about him in this room. He is a champion for human rights, and actually, we can find his fingerprints on most of the issues related to human rights, especially when it comes to Vietnam, from the boat people who tried to escape tyranny and face forced repatriation, the victims of torture, the victims of human trafficking, the prisoners of conscience, and Congressman Smith, Chairman Smith, has traveled to Vietnam to meet with some of the very prominent dissidents. And among them, Father Lee was among them, and Father Phan Van Lo, and many others, and the most venerable is Phan Lo as well. And today, Congressman Smith convened this very important press conference for two reasons. One is to send a message to the Vietnamese delegation coming to Washington, D.C. next week, and also the administration, but also to introduce one of the most prominent dissidents who just got released from prison, and that is Dr. Nguyen Thu Vinh. And with that, thank you very much. Dr. Tong, thank you very much for your leadership. And as Ambassador Joseph Reese and I know so well, it was you who in the 1990s helped guide the entire Congress, including our subcommittee on human rights, to fight to help those boat people who were still being held in refugee camps or were being forcibly repatriated, and the credibility and the accuracy that you helped bring to the Congress about who these people were and that they were being forcibly repatriated even though they were true refugees and deserved asylum, made the difference and led to the creation of a program, Rover, which now some 20,000 people have been permitted to the United States. So then and now, and throughout all of these ensuing years, you and Ayn Thao, our former colleague who
who is the leader on Vietnam human rights issues, and we hope he is back here soon to continue that fight, but he was part of your effort back then as well. And of course, Ambassador Reese, who has been a champion of human rights around the globe. It is a great privilege and honor to be at this press conference and to welcome Dr. Vu here. We are grateful to the Vietnamese government that he is here, but simultaneously extraordinarily disappointed that for every Dr. Vu who was released, there are several others who were taken into custody and who are sentenced, especially some of the bloggers and some of the journalists and other human rights advocates in Vietnam. Our message is twofold today. It is to the Obama administration to be very serious and very aggressive in the dialogue that occurs next week. Very often these dialogues, and they have been suspended in previous years because they were just gabfests that didn't produce anything of any real meaning. Our hope is that this will be different and that there will be a very serious effort to say, release the prisoners of conscience and begin systemic reform as it relates to human rights and join the countries around the world that recognize fundamental human rights, not just in word, but in deed. Let me also say that we're asking our Senate colleagues as well to finally, at long last, take up the Vietnam Human Rights Act, a legislation that has passed three times in an absolute bipartisan way in the U.S. House of Representatives. Well over 400 members of the House voted to say to Vietnam clearly and unambiguously, we're serious about human rights. We want the relationship to grow and get stronger, but the template for that and the foundation for that has to be respect for your own people, whether they be religious freedom, religious freedom advocates from the Unified Buddhist Church, or Christians, or any other individuals who want to practice their faith, and others who want to advocate for democracy and freedom of expression, assembly, and speech. Stop incarcerating them. Stop mistreating them. And the human rights dialogue is an opportunity. Hopefully it will not be squandered. It will not become just a talk. Talk is cheap in Washington. We all know that. Let's try this time at this human rights dialogue to be very serious and look for true consequences from the dialogue. And again, to our Senate colleagues, three Congresses in a row, you have not brought up, and as Senator Harry Reid, the Majority Leader, you have not brought up, even for a vote, the Vietnam Human Rights Act, which has huge bipartisan support, like I said. Do it now. To introduce Congressman Joseph Cao, who I have known for a long time when he was still fresh from college. He came to BPS West many years ago wanting to volunteer to help the poor people who are still stranded in Southeast Asia or those who got forcibly repatriated to Vietnam. And also he wanted to work on the cases of torture survivors from the re-education camps under the HO program. He got settled under the HO program here in the States. Since then, he has grown very fast and exceptionally in his endeavor to fight for human rights, for civil rights of Vietnamese Americans here in the US, and also for human rights of Vietnamese in Vietnam. So with that, I would like to introduce Congressman Cao, Joseph Cao, Quan Ai. Thank you, Chairman Smith, for holding this press conference. I have known the chairman for many years, but closely for about 5 years now. And I must say that there is no stronger of a champion in the U.S. Congress for the Vietnamese American community than Chairman Smith. And also, I'd like to thank Ambassador Joseph Reese, who is also here. He, along with Chairman Smith and with Dr. Tan, the three have made the greatest impact within the Vietnamese American community in the promotion of human rights and religious freedom.
And through their leadership, about 2 months ago, we were able to bring to the Hill about 800 Vietnamese American leaders from all over the United States. And we came here with one voice, and that voice is to ask the Senate to pass the Vietnam Human Rights Bill, as well as the Vietnam Human Rights Sanctions Act. As a former congressman and a Vietnamese American, I believe that I can speak on behalf of most Vietnamese Americans that we want a good relationship with Vietnam. But this relationship cannot be a one-way street. We cannot concede every demand to Vietnam. Any relationship, whether or not is within the family, whether or not it's within the community, and even up here in the U.S. Congress, it must be a two-way street. Congress cannot function unless there is some level of compromise. And here, this is what we ask the Vietnamese government to do. We ask the Vietnamese government to look at the human rights issues, to look at the democracy issues. I was speaking with Ambassador Joseph Breese on our way here, and he's saying very correctly that we don't ask the Vietnamese government to be a democracy overnight, but what we ask them to do is at least do not detain, imprison, and torture those who believe in democracy and religious freedom. And that is a small step that they can take. And that is a small step that the U.S. government can ask Vietnam to do in their annual dialogue that they hold up here, either on the Hill or in Vietnam. The Obama administration must make an aggressive step forward in demanding Vietnam to promote changes, to promote democracy, and to promote freedom, and to uphold those values that have founded this great nation, the United States of America, in which everyone can live in freedom, in which everyone can live without the fear of being imprisoned, of being tortured for what we think, for what we believe, for what we say. And that is all we want as Vietnamese Americans here in the United States, is for these very simple demands. Stop imprisoning, stop torturing people who speak for freedom, people who speak for democracy. Thank you. I have been working alongside with Ambassador Reese, both Joseph Reese, for the past 20 years. Starting with the Vietnamese boat people in Southeast Asia and Hong Kong, and then on issues relating to human trafficking of Vietnamese to different countries over the world, including to American Samoa, and then to religious freedom, and then on issues of torture. And currently, we have been working together on protecting Vietnamese fleeing persecution from Vietnam to Thailand and Malaysia and other countries. And we're also working together to help promote the development of civil society in Vietnam and in Southeast Asia. So I'd like to introduce to you Governor Joseph Reese, Ambassador Reese, who just came back to the States from a trip to Southeast Asia. Thank you. Thanks very much, Dr. Tan. And it's true, we have been working together for 20 years, but of course, as you can see, that means that when we began working together, he was 14 and I was about 18 or 19. I, of course, agree with everything that's been said by Congressman Smith, by Congressman Gao, and by Dr. Tan. But I do want to say that I've been following the human rights dialogues from
a distance. I've never been there, but been following the Vietnam-U.S. human rights dialogue for some years now. And in general, our side does everything right. We do raise the issues. We do make clear that we don't want any prisoners of conscience, that just releasing one or two. We do give them lists of people who absolutely have to be released, but we make clear that all the others have to be released. Our Democracy, Human Rights, and Labor Bureau has always taken these issues seriously under Republican and Democratic administrations. They go, they do their best. The problem is that the government of Vietnam doesn't care. All they want, what do they want? You know how it is. Sometimes you take a class when you're in school because you really want to learn. You really want to learn the things that are being taught. Sometimes you take it because it's a required course, and all you want to do is survive. And I'm afraid the Vietnamese government, like the government of China and some other governments with whom we have these dialogues, for them it's a required course. They're not there to learn. What we have to do is somehow convince them that it's important to them, for their own interests, to learn. And the way to do that is the way that you train anyone to do anything. You pay attention to the two basic laws of human behavior. One, what you subsidize, you get more of. Two, what you penalize, you get less of. The government of Vietnam has to think that good things will come to them from the United States if and only if they treat their own people with a certain basic minimum level of decency. As Congressman Gallas pointed out, we don't need them to be a democracy with a bicameral legislature and free and fair elections overnight. We'd certainly like them to become that. But what we do need from them, and what we ought to need from them as a precondition of any further trade agreements, any further trade benefits that we confer on them, we need to recognize that they need us more than we need them. And that if we bargain hard, because we know how to bargain hard, we bargain hard on software. You know, if the government of Vietnam is being too liberal, too generous with the software violators, the software pirates inside Vietnam, do you think the American business community says, well, they're kind of coming from a different place than we are on software piracy. It's going to take time. We have to engage. We have to lead by example. You know, be there on the ground. Be their friend. And eventually, they'll come around. Eventually, there will be less software piracy. No. What they want when there's software piracy, they want economic sanctions. There's something called Section 301. And it works. We threaten the economic sanctions, and they crack down, at least for a while, on software piracy. All we ask is that the United States government bargain just as hard on torture, bargain just as hard on true freedom of religion, bargain just as hard on freedom of expression and freedom of association, and not detaining the people who share our values. Bargain just as hard on those things as you do on software, as you do on catfish. Maybe we have to declare torture victims to be honorary catfish. Maybe they get the kind of support from our government, because they can't just hear it once a year at the human rights dialogues. They need to hear it at every time they meet with a general or an admiral from the United States, every time they meet with the U.S. Trade Representative, every time they meet on the things they really care about. They need to hear, we'd love to have a great relationship with you. We'd love to have a close relationship with you. But we can't do it if that relationship, if those benefits we confer on you are going to be used further to violate universal values, which are also American values. So thank you very much, Dr. Vu. Welcome to freedom. I know I'm not the first to welcome you, but it feels so great to be here in the room with you after all I've heard about you. I hope we can welcome a few hundred more people to freedom before long, and the 70 or 80 million Vietnamese people to freedom in the near future. Thank you. Now is the time to formally welcome Dr. Vu to the podium here. And he is known, well known, inside Vietnam and outside Vietnam
as a constitutional scholar who had the audacity to sue the Prime Minister of Vietnam, the current one, twice. And that's not the only thing that he did. He challenged the establishment many times over on so many issues, including the issue of the Guangzhou Parish. When the government of the Da Nang city attempted to grab all the land of Guangzhou and evict the entire population of Guangzhou to turn that into an eco-tourism development project. And so I'd like to invite Dr. Vu up here. Today marks exactly 1 month of his release from prison. And he was sent directly from prison, his prison cell, to the airport, taken to the airport, and sent to the US. So he landed on the 7th of last month at Dulles Airport, the National Airport. And you know what? You see this suit here, this tie here, this shirt here? He wore exactly this suit and this tie and this shirt 3 years ago. But at the time, he was facing. Cách đây 3 năm thì với cái bộ quần áo này thì tôi xuất hiện trước Tòa án Việt Nam với tư cách là người bị kết án. Nhưng hôm nay vẫn với bộ quần áo này thì tôi tin rằng tôi sẽ ở vị trí của người kết án những hành vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Trước hết, tôi xin gửi đến Ngài Dân Biểu Smith, Ngài Cao Quang Ánh, Ngài và tất cả các quý vị ở đây cùng gia đình các quý vị những lời chào trân trọng nhất của tôi. First of all, I would like to express my deep gratitude to Congressman Smith, Congressman Cao, and everyone here, and their family members. Tôi bị nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng sau 3 năm 6 tháng, tức là một nửa thời gian bản án, thì tôi đã có mặt ở đây. Đó, việc tôi ra khỏi nhà tù Việt Nam và có mặt ở đây là kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt của đồng bào Việt Nam ở trong nước và của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, của các cá nhân, tổ chức trên thế giới, của các chính phủ Liên minh châu Âu, của các chính phủ Na Uy, Thụy Sĩ, Canada và New Zealand, và đặc biệt là của các vị dân biểu Hoa Kỳ và của chính phủ Hoa Kỳ. Vì thế, tại đây tôi xin gửi tới tất cả những ai đã đấu tranh đòi trả tự do cho tôi lời tri ân sâu sắc nhất của tôi. Cuộc đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam là một cuộc đấu tranh chung của tất cả mọi người, từ trong Việt Nam cho ra ngoài nước và tại Mỹ. Và tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với các vị đã phát biểu trước tôi, bày tỏ cái tình cảm cũng như cái quan tâm đặc biệt cho cái nền dân chủ của Việt Nam. Về phần tôi xin đi vào một số vấn đề có thể nói là kỹ thuật nhằm tháo gỡ những cái công cụ đàn áp của chính quyền Việt Nam
Cụ thể là trong cái đối thoại nhân quyền sắp tới đây giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam thì tôi có một số khuyến nghị sau đây. Có hai khuyến nghị. Khuyến nghị thứ nhất là chính phủ Mỹ yêu cầu chính phủ Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền của Việt Nam và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Và khuyến nghị thứ hai là chính phủ Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Tôi đi vào vấn đề thứ nhất là hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền của Việt Nam. Từ trước tới nay, nước Mỹ nói riêng và các nước dân chủ nói chung thiên về yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm như là bằng chứng của cái việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng theo tôi, phương thức làm việc như vậy không giải quyết triệt để cái vấn đề tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Vì các điều 88, 258, 79 Bộ luật hình sự mà chính quyền Việt Nam dựa vào đó để bỏ tù những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam vẫn tồn tại. Và thực tế cho thấy là chính quyền Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm, trong đó có tôi, thực tế cũng không hẳn là trả tự do mà tạm đình chỉ thi hành án phạt tù. Nhưng mà ngay sau đó thì là chính quyền Việt Nam lại dựa vào những cái điều luật hình sự nói trên để bỏ tù những cái người bất đồng chính kiến khác. Và mới hôm qua thôi, chính quyền Việt Nam đã bắt ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, và cộng tác viên của ông là cô Nguyễn Thị Minh Thúy. Do đó, chính phủ Mỹ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền này với lý do các điều luật này là hoàn toàn trái pháp luật. Cụ thể là những điều luật này trái với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và trái với chính hiến pháp và các luật liên quan của Việt Nam như tôi sẽ chứng minh sau đây. Điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam quy định tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì khi điều này là trái với khoản 1 điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị. Theo đó, mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. Và cái điều 88 cũng trái với cái khoản 2 điều 16 Hiến pháp Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm nay. Theo đó, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị. Hai cái quy định mà tôi vừa nói vừa rồi của luật pháp quốc tế và hiến pháp Việt Nam đều có nghĩa không ai có thể bị sách nhiễu, truy bức và càng không thể bị bỏ tù vì có những cái quan điểm chính trị trái với quan điểm của nhà nước Việt Nam. Tôi nói sang điều thứ hai là điều 258 Bộ luật hình sự, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Khoản 2 điều 14 Hiến pháp Việt Nam quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đạo đức xã hội. Như vậy, theo Hiến pháp Việt Nam, thì quyền con người, quyền công dân hoặc được thực hiện hoặc không được thực hiện trong trường hợp luật định, chứ không thể bị lợi dụng. Điều đó có nghĩa là hành vi lợi dụng các quyền công dân, quyền con người là
hoàn toàn là bị loại trừ khỏi hiến pháp. Do hiến pháp Việt Nam, như tôi vừa nói, loại trừ hành vi lợi dụng quyền con người, quyền công dân, nên cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân quy định tại Bộ luật hình sự, quy định tại điều 258 Bộ luật hình sự mặc nhiên vô hiệu, bởi tôi nói lại là trong hiến pháp không có hành vi nào là hành vi lợi dụng quyền, chỉ có hành vi sử dụng quyền và không được sử dụng quyền, chứ không có hành vi lợi dụng. Và về nguyên tắc, hiến pháp là văn bản pháp luật cao nhất, thì những văn bản dưới hiến pháp, tức là luật, phải phù hợp. Vậy hiến pháp không có quy định về hành vi lợi dụng các quyền con người, quyền công dân, thì luật mà trong trường hợp này Bộ luật hình sự quy định về hành vi lợi dụng quyền con người, quyền công dân là trái với hiến pháp, là vi hiến, và vì vậy không những mặc nhiên vô hiệu mà phải bị hủy bỏ. Tôi xin chuyển sang cái điều cuối cùng mà tôi thấy cần phải hủy bỏ là điều 79, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi phải nói rằng là trên các nước, trong các nước trên thế giới thì đều có cái quy định pháp luật trừng phạt hành vi dùng vũ lực để lật đổ chính quyền. Ở Việt Nam cũng có cái điều luật như vậy, đó là tội bạo loạn. Thế nhưng ở Việt Nam thì bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa hay đấu tranh chính trị một cách ôn hòa cũng bị chính quyền Việt Nam coi là nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn tại của chính quyền. Nếu như tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân mà tôi nói ở trên là nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến với tư cách cá nhân, thì chính quyền Việt Nam đặt ra cái điều 779 trong Bộ luật hình sự quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là nhằm để đàn áp những người bất đồng chính kiến ôn hòa được tập hợp thành tổ chức. Bây giờ tôi chứng minh cái điều 79 quy định tội lật hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là hoàn toàn trái pháp luật. Trước hết, mọi công dân Việt Nam có quyền thành lập hoặc tham gia tổ chức với những căn cứ pháp luật sau đây. Thứ nhất là khoản 1 điều 22 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị Việt Nam mà Việt Nam là thành viên, quy định mọi người có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình. Và điều 25 Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền lập hội. Và căn cứ khoản 1 điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam là thành viên, cũng như căn cứ vào cái khoản 2 điều 16 Hiến pháp Việt Nam mà tôi nói ở trên đấy, tức là tôi nhắc lại cái khoản 1 điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị thì quy định là mọi người có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. Và khoản 2 điều 16 Hiến pháp Việt Nam quy định không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị. Thì cái hội hay là tổ chức của công dân Việt Nam có quyền bày tỏ quan điểm chính trị của mình, cho dù quan điểm đó trái với quan điểm của chính quyền đến đâu. Tôi xin nhắc lại, tổ chức cũng là tập hợp của các cá nhân, mà các cá nhân có quyền bày tỏ cái chính kiến của mình mà không bị nhà nước can thiệp, thì cái tổ chức và tập hợp các cá nhân có các chính kiến độc lập đấy cũng đương nhiên là có quyền bày tỏ những cái quan điểm chính trị của mình mà không bị nhà nước can thiệp. Như vậy,
việc công dân Việt Nam thành lập hoặc tham gia tổ chức chủ trương đấu tranh chính trị một cách phi bạo lực là hoàn toàn hợp pháp và không thể bị coi là nhằm lật đổ chính quyền. Tôi tạm thời kết thúc cái phần cái khuyến nghị thứ nhất là hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền của Việt Nam và trả tự do vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm bị kết án theo các điều luật phản nhân quyền này. Bây giờ tôi chuyển sang phần 2, cũng là cái phần cuối cùng của trình bày tôi ngày hôm nay, là tôi khuyến nghị về việc luật hóa Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Ngày 7 tháng 11 năm 2013, Việt Nam đã tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và những cái hình phạt hoặc đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách. Ngay sau đó, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua hiến pháp mới ghi nhận nội dung cơ bản của công ước này. Thực ra, từ năm 1982, Việt Nam đã là thành viên của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong đó điều 7 quy định không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Ngoài ra, trong Bộ luật Hình sự Việt Nam thì có hai điều luật về việc này, đó là điều 298 là tội dùng nhục hình và điều 299 là tội bức cung. Thế nhưng tra tấn không những không giảm mà còn gia tăng, và điều này tỷ lệ thuận với việc gia tăng số người chết do bị tra tấn ở Việt Nam. Nguyên do theo tôi là vì cái quy định nói trên về chống tra tấn ấy, của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các biện pháp răn đe phòng ngừa giảm thiểu tra tấn đã không được chính quyền Việt Nam luật hóa một cách đầy đủ và chi tiết. Vì vậy, chính phủ Mỹ trong đối thoại nhân quyền sắp tới với chính phủ Việt Nam cần yêu cầu chính quyền Việt Nam khẩn trương luật hóa công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, cũng như luật hóa cái khoản 1 điều 20 hiến pháp Việt Nam về chống tra tấn. Cụ thể là chính quyền Việt Nam phải 1. Tội danh hóa các hành vi tra tấn được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, bổ sung cho tội dùng nhục hình và tội ép cung đã được quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Thứ hai là chính quyền Việt Nam phải ban hành luật đảm bảo luật sư được tự do tiếp cận người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phạt tù. Tôi giải thích một chút về điều này. Ở các nước dân chủ, chẳng hạn ở Mỹ, thì luật sư có quyền tiếp xúc với thân chủ của mình bất cứ lúc nào. Và chính cái sự đến thăm liên tục hoặc bất kỳ lúc nào của luật sư đã là một cái sự răn đe việc các nhân viên trong trại giam hoặc là các nhân viên công vụ tra tấn khi người bị bắt hoặc bị bỏ tù. Trong khi ở Việt Nam thì các luật sư về mặt chính thức là được quyền bảo vệ cho những người bị bắt, bị bỏ tù, nhưng trên thực tế thì cái ban giám thị nhà tù hầu như không cho luật sư tiếp cận, không cho luật sư tiếp cận những người bị bắt hoặc bị bỏ tù. Và chính điều đó đã tạo điều kiện, chính điều đó đã ngăn cản cái việc mà cái hành vi bị tra tấn được thông tin ra ngoài. Do đó, để răn đe cũng như để giảm thiểu cái hành vi tra tấn nếu đã xảy ra đối với người bị bắt, bị bỏ tù, thì chính quyền Việt Nam phải ban hành luật
bảo đảm luật sư được tự do tiếp cận người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phạt tù. Xin phép, xin mọi người cho phép tôi giới thiệu, vợ tôi đồng thời cũng là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, người đã bảo vệ tôi suốt. Và chính từ kinh nghiệm của tôi và vợ tôi, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, thì chúng tôi biết rằng là cái việc có mặt của luật sư để bảo vệ những tù nhân là tuyệt đối cần thiết. Và điều cuối cùng, hoặc tạm thời gọi là điều cuối cùng mà tôi mong muốn chính phủ Mỹ đòi hỏi chính quyền Việt Nam liên quan về luật hóa công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn là chính quyền Việt Nam phải ban hành luật bồi thường cho các nạn nhân của tra tấn. Bởi vì cho đến nay mới chỉ có luật bồi thường những người bị tù ban sai, còn những người bị tra tấn là không được bồi thường. Chỉ khi nào mà chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật được dùng làm căn cứ để bỏ tù những người bất đồng chính kiến, ôn hòa và trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm, cũng như luật hóa công ước Liên Hợp Quốc và chống tra tấn như tôi vừa nói ở trên, thì Việt Nam mới có thể đóng được vai trò của mình trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Bởi vì Việt Nam còn xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng thì nói là một sự xúc phạm đối với Hội đồng Nhân quyền và Liên Hợp Quốc. Và cũng chỉ khi nào Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền đó và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm thì người dân Việt Nam mới có thể hy vọng có được một nền dân chủ đích thực. Và cuối cùng, tôi, tiến sĩ luật Bùi Hà Vũ, đã đấu tranh, đang đấu tranh và sẽ luôn tiếp tục đấu tranh cho cái việc dân chủ hóa chế độ ở Việt Nam để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người dân Việt Nam, cũng như để có thể hợp tác tốt nhất với các nước trên thế giới và đặc biệt với nước Mỹ. Một lần nữa, tôi xin từ đáy lòng tri ân sự ủng hộ của các quý vị trong thời gian tôi bị tù, và cũng mong quý vị sẽ tiếp tục cái nhiệt tình đó với tất cả các tù nhân lương tâm khác hiện vẫn còn đang ở Việt Nam. Và một lời nói cuối cùng là ngày 4 tháng 7 năm ngoái là ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ, thì từ trong nhà tù tôi đã vẽ một bức chân dung của Tổng thống Washington với kích thước 60x80cm. Nhưng mà tiếc thay, khi để bày tỏ cái tình hữu nghị giữa người Việt Nam, người Mỹ, cũng như của cái tình cảm của cá nhân tôi với nước Mỹ, thế nhưng đáng tiếc là tôi bị công an Việt Nam đưa thẳng từ nhà tù sang Mỹ mà không cho tôi mang bất cứ một cái đồ đạc nào, bao gồm cả bức tranh. Cho nên rất tiếc cái bức tranh Washington, Tổng thống Washington đã không thể có mặt ngày hôm nay để hiện diện với quý vị. Nhưng tôi có niềm tin chắc chắn rằng trong tương lai không xa thì Việt Nam nhất định sẽ có một cái nền dân chủ đích thực, đa đảng, của dân, do dân, vì dân. Cũng như là tôi sẽ có lại được cái bức tranh Washington để một ngày nào đó xin được trình bày quý vị tại đây, tại
Washington và thủ đô của nước Mỹ. I love you all. Tôi là con người tranh đấu, và vì vậy tranh đấu là cái lý tưởng và cũng là cái công việc của tôi, vì một cái nền dân chủ đích thực cho mọi người Việt Nam. I'm a fighter, and therefore fighting for democracy is my ideal and my way of life. Về câu hỏi điều kiện của tôi trong tù, thì tôi chắc chắn rằng nhà tù ở Việt Nam là một trong những cái nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới. I'm pretty sure that prisons in Vietnam have the harshest conditions compared to anywhere else in the world. Tôi bị biệt giam và chỉ trong phòng giam chỉ có một người nữa. I was held in solitary confinement, and in my cell there was only one other prisoner. Tức là ngoài cái việc mà bị mất tự do, thì tôi cũng mất đi cái quyền gọi là communication, tức là quyền được trao đổi, quyền được nói chuyện với các tù nhân khác. Not only did I lose my freedom, I also lost my right to communicate and interact with other prisoners. Và tôi cũng đã là một mục tiêu của việc cố tình xâm phạm đến cái sinh mệnh của tôi. Tôi đã bị mục tiêu của một cái âm mưu giết người. I was a target of a conspiracy of an attempt at causing fatal injuries to me, plotted by the public safety police of the prison. Do có cái hành vi giết người nhập vào tôi đó, tôi đã có cái đơn tố cáo về cái hành vi giết người đó, nhưng ban giám thị trại giam cũng như Bộ Công an đã lờ đi, không giải quyết. I denounced such an attempt through a written petition. However, the petition was still ignored by the prison administration. Và chính vì thế, tôi đã phải tiến hành tuyệt thực trong 25 ngày để phản đối việc trại giam cũng như Bộ Công an và các cơ quan pháp luật không giải quyết cái tố cáo giết người nhằm vào tôi đó. In protest of that silence, I held a hunger strike for 25 days. Từ ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 22 tháng 6 năm ngoái. From May the 27th to 22nd of June last year. Khi việc xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của tù nhân và cụ thể là đối với tôi là một diễn ra một cách có hệ thống.
the violations of the rights of prisoners, especially to me, including myself, is a systemic issue. Và tôi đã không còn cách nào khác lại phải tiếp tục tuyệt thực và như vậy tôi đã 4 lần tuyệt thực trong tù. And therefore I continue to help other hunger strike. So in total I have 400 strike each year. Và đợt cuối cùng là 11 ngày từ ngày 19 tháng 3 cho đến ngày 29 tháng 3 năm nay. And the last time it was the hunger strike started on March 19th and ended 29th March this year. Tất nhiên tôi cũng được các thông tin từ các tù nhân khác thì điều kiện nhà tù Việt Nam có thể nói là có những cái tàn bạo. And from information I received from other prisoners, I realized that the prison conditions in Vietnam are brutal and poor. Ví dụ, có một tù nhân ngay cạnh buồng giam của tôi, tên là Thuận, Phùng Khắc Thuận. For instance, there's a prisoner who was in a cell next to mine by the name Phùng Khắc Thuận. Tù nhân này bị nhiễm HIV. He was HIV infected. Và tù nhân này đã đòi trại giam cho đi khám để được cấp thuốc chữa HIV. He only asked for medical attention and medication. Thế nhưng trại giam đã không cho và tù nhân này buộc phải cắt tay để mà phản đối. However, his request was denied, was ignored, and he had to slash his wrist to get attention. Thế nhưng trại giam cũng không giải quyết, cũng không loại hoại. And still, the prison administration continued to ignore his request for attention for medical care. Sau đó thì tù nhân Thuận này đã gọi sang tôi và đề nghị tôi đấu tranh để can thiệp. So he asked me to come to his help. Và tất nhiên tôi đã làm một cái đơn tố cáo cái hành vi giết người, có thể là cái hành vi giết người, bởi vì những người bị HIV mà không được thuốc kịp thời thì đương nhiên là chết. Và ngay và cũng đáng mừng là sau đó thì trại giam đã phải ngay lập tức, ngay hôm trước tôi làm cái yêu cầu phải cấp thuốc cho đi bệnh nhân Thuận, tù nhân Thuận đi khám và được cấp thuốc, thì ngay hôm sau trại giam đã phải thực hiện luôn điều đó. So I wrote a petition to expose that responsible conduct of the prison authorities, and the next day things got changed for the better. Tôi được về đăng tải cho chúng tôi. Xin có một câu hỏi với cụ nhà cũ là cũng xuất thân từ gia đình người ta không thành chế độ, không được phương Tây coi như là một cái thái tử là có trình độ học cao, mà tương lai nó có thể được xếp đặt không kém nhưng ông nghĩ tâm dũng đồng đức mạnh những trí tuệ phạm bình minh, nhưng vì đâu ông đã sớm chọn con đường tranh đấu thì một cái quyết đại là chắc được cái con đường tận tâm phục vụ thân phụ ông cho những cái chuyện ông từng xảy ra. Sở dĩ tôi đã không chấp nhận cái cuộc sống có thể rất được ưu đãi của con cái của các vị, của những người công thần, của những công thần của chế độ, là vì đó là bản chất của gia đình tôi. Cụ thể là cha tôi là Bộ trưởng của Huy Cận, một trong những thành viên ký vào bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam vào 12 tháng 9 năm 45. Ông luôn sống rất là liêm khiết, luôn đấu tranh chống lại những cái đàn áp hay là những cái
vối nát của chế độ ở cương vị của ông, tức là ông luôn đấu tranh chống tham nhũng, ông luôn đấu tranh chống lại những cái hành vi hiếp đáp của chính quyền địa phương, đặc biệt đối với nông dân. Và tôi cũng có một người bác ruột, đồng thời là cha nuôi tôi, là nhà thơ Xuân Diệu. Ông cũng là một cái người đã hoạt động bí mật để tham gia vào lật đổ cái chính quyền thực dân Pháp. Thì ông cũng sống vô cùng đạo đức, rất liêm khiết, và luôn cũng thể hiện cái sự căm phẫn trước những cái hành vi hiếp đáp hoặc tham nhũng của chính quyền từ trung ương tới địa phương. Cho nên trong một cái gia đình như vậy thì tôi luôn thừa hưởng cái tinh thần đấu tranh của từ thân phụ tôi là nhà thơ Huy Cận, Bộ trưởng Huy Cận, và cũng như bác ruột tôi là nhà thơ Xuân Diệu. Tôi nghĩ câu trả lời rất đơn giản. Hiện giờ tôi mới đang bị chính quyền Việt Nam mới tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tức là về nguyên tắc tôi đang là tù nhân của chính quyền Việt Nam. Thế thì cái chuyện từ trong tù tôi đã đấu tranh rồi, thì ra ngoài tù tôi thấy không có cái gì khác nhau cả, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh. Cho nên cái chuyện là hiện tại tôi đang ở Mỹ, hay tôi đang ở trong nhà tù của Việt Nam, hay trước đó tôi đang trong xã hội Việt Nam, thì đối với tôi khi vị trí địa lý là không có gì là quan trọng cả. Quan trọng là đấu tranh vì những cái lợi ích sống còn của nhân dân và của Tổ quốc Việt Nam. We will entertain two more questions, including yours. Your struggle strategy seems to rely on U.S. influence. How can the U.S. influence the Vietnamese government? Có vẻ như cái công cuộc tranh đấu của anh dựa trên ảnh hưởng của anh, cái sự quen biết của anh chính quyền ở Việt Nam, thì anh nghĩ là cách nào dùng cái ảnh hưởng đó để tiếp tục cuộc tranh đấu? Tôi nghĩ để mà tranh đấu thành công thì vấn đề không phải là ảnh hưởng, mà vấn đề là cái mục tiêu cũng như là cái phương pháp đấu tranh. Và tôi tin rằng tôi đã từng đấu tranh thành công, thì hiện nay và cũng như sắp tới tôi sẽ tiếp tục đấu tranh thành công. Bởi vì một cái sự thay đổi mang tính triệt để ở Việt Nam, tức là bỏ cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay thế bằng một cái chế độ dân chủ đa đảng, thì đó là cái nỗ lực của hàng chục triệu người, chứ không phải là phụ thuộc vào một số người, một vài trăm người, một vài nghìn người có cái ảnh hưởng hiện nay ở nhà nước Việt Nam. So one last question. I'm Dr. Jackie Khan Lee from Chicago. I have a question. You were released from the prison in Vietnam directly to America. Do you know why? Cuộc đấu tranh của tôi là chính nghĩa. Điều này có nghĩa là tôi bị nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bỏ tù một cách oan sai. Vì vậy,
cái việc tôi được trả tự do nó trước hay sau thôi. Tuy nhiên, với cái sự đấu tranh rất quyết liệt của đồng bào Việt Nam ở trong nước, của người Việt Nam, của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, cũng như của tất cả các tổ chức cá nhân ở trên thế giới và của các chính phủ trên thế giới như tôi nói vừa lúc nãy, và đặc biệt nhờ cái sự đấu tranh rất quyết liệt của các vị dân biểu Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ mà chính quyền Việt Nam đã phải tạm đình chỉ bản án cùng đối với tôi và để tôi sang đây. So my fight is a legitimate one, and I was wrongly imprisoned. And therefore, I truly believe that I will be released and be set free sooner or later. However, thanks to the unrelenting efforts of many, especially among members of Congress of this country here, the U.S. government had to suspend my sentence and let me go. Tôi cũng nói thêm một điều này là tôi cũng như gia đình tôi luôn đấu tranh với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho tôi, chứ không một lần nào đề nghị chính quyền Việt Nam trả tự do cho tôi với lý do tôi bị bệnh nặng. And I also want to clarify that myself and my family fought my right for my freedom unconditionally. We never asked to be set free to go to the U.S. for medical treatment as claimed by the Vietnamese government. Và hai lần đại sứ quán Mỹ đã phải chạy sang gặp tôi, thì cả hai lần đại diện đại sứ quán Mỹ cũng chưa bao giờ nêu vấn đề tôi sang Mỹ để đi chữa bệnh cả. And the human rights officer at the U.S. Embassy in Hanoi twice visited me in prison, and neither time did she raise the issue of medical treatment in the U.S. Cho nên cái quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với tôi với lý do tôi bị bệnh nặng, đó là một lý do bịa đặt. And therefore, the claim by the U.S. government that I was released for medical reason was a total lie. Tất nhiên, tôi cũng có bệnh tim và cao huyết áp. Thế nhưng cái việc đó không liên quan gì đến cái chuyện mà trả tự do cho tôi. Of course, I have trả tự do tạm thời cho tôi. I have a heart condition and also high blood pressure, but that has nothing to do with my being released. One last question. One last. I'm sorry, but my question is for Dr. Havu is you said that you want to fight for a free Vietnam, for democracy in Vietnam, but such in the quality of a communist or not a communist. Now, do you consider you a communist or not a communist in Vietnam? I are fighting for freedom for it. Anh nói là anh tranh đấu cho tự do và dân chủ của Việt Nam thì trong tư cách của một người cộng sản hay là không? Good question. Câu trả lời cũng rất là dễ dàng. Tôi chưa bao giờ là người cộng sản cả. Tôi là một người Việt Nam yêu nước, yêu dân. Cho nên lúc nào tôi cũng tranh đấu vì lợi ích của toàn thể nhân dân, của từng người dân và lợi ích của quốc gia Việt Nam. I have never been a communist. I only fight because of my love for the people, every people in Vietnam and of the Vietnamese of the country. And therefore, I will continue to fight for the Vietnamese people and the nation. Outside Vietnam?
hết mình, dùng trong nước hay ngoài nước. Nhân đây anh nói có khi thank you everyone. Thank you. Tài liệu để cho mọi người. Tôi có ở đây có. À vâng. Mời quý vị là có những bài phát biểu tôi bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh.